Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ coi một cái trailer của Netflix Tom Holland and Robert Pattinson, quỷ, con quỷ mọi thời gian. Robert Pattinson trong phim Twilight chạng vạng và Batman, chàng này chải tóc ngược giống trong phim Boardwalk Empire, đế chế đường lát ván. Oh my god, câu súng kinh. Mang về từ chiến tranh, gương mặt này rất là giống ai nhỉ? Marvel đúng không ta? Đóng vai Loki hay gì đó, vũ trụ Marvel, Iron Man, Thor, Tom Holland. Ồ, có thánh giá kìa. Đã đến lúc thời điểm để đưa lại nó cho cậu, đưa cái súng. Đó là cái văn hóa Mỹ, giữ súng trong nhà, giữ súng trong người và truyền lại cho con gái, cái súng cổ. Đó là cái món quà mà tốt nhất con từng có. Quà sinh nhật là một cái súng hả? Kinh. Ở Việt Nam này, dám chơi quà sinh nhật là một cái súng không? Chắc có giang hồ này sẽ chơi cái đó. Sinh nhật mày cho mày một cái súng. Quá kinh. Nghe giang hồ là sợ đó. Chơi rượu whisky trên bàn và một cái nến và một cái bánh gato đơn giản, chỉ một cái nến thôi, đơn giản vậy đó, sinh nhật vậy cho đơn giản. Giờ thời vô dịch Covid họ cũng không có thời gian làm gì hết. Đạo diễn Antonio Campos, tưởng là Antonio Quentin Tarantino chứ, nói về chuyện tình yêu hay gì. Ồ, chiếc xe này là nhãn hiệu gì ta? Bút phải không ta? Buick, đọc sao ta? Buick, xe đẹp, xe cổ điển Mỹ, quá đẹp. Cơ bắp và cái thiết kế Mỹ thì xe Mỹ là đỉnh rồi, chứ không phải xe Nhật lâu bền nhưng mà cái thiết kế nó không có cá tính bằng xe Mỹ. À, chạy mồ côi. Ở Mỹ có những người là con của mẹ đơn thân, trẻ mồ côi nhưng mà thành công tột bậc, như Steve Jobs là trẻ mồ côi từ Syria, hay là Jeff Bezos là con của một người di cư, rồi mẹ cũng tái hợp, gia đình không có hoàn hảo. Và như bà Kamala Harris vừa rồi, phó tổng thống da màu của ứng cử viên ông Biden á, thì cũng là từ một cái người mẹ đơn thân nuôi lớn nên người rất là hay. Và văn hóa Mỹ cho cơ hội, ghê thế, đập dập người ta xuống chết hả? Robert Pattinson đóng vai mục sư hả? Thánh giá, ghê thế, mặt trắng nhợt. Đang picnic ở biển, bên hồ. Picnic đơn giản, trải cái khăn ra nằm, đem theo chai rượu và chai nước gì uống. Ố, chụp âm bản hả? Oh my god, chụp âm bản thấy ghê không? Ghê quá. Oh my god. Ôi sao cô đó chết rồi? Sao mặt này đóng vai ghê quá, kinh quá. Những con người của Chúa đang nhìn lắng nghe, cần lòng tin. Con người trong xã hội cần những khoảnh khắc không biết víu ở đâu thì người ta tìm đến cái lòng tin, đó là tôn giáo. Đồ ăn ở phương Tây nó vậy đó, cục thịt và nó ít rau. Như ở Việt Nam mình rau cỏ quá trời, các loại rau làm cho đồ ăn nó rất là phong phú, nhưng nó là ít thịt hơn. Khi người ta nhìn là họ không có sự lựa chọn khác, vì mà tôn giáo là đóng thập giá quá trời. Mục sư mặc áo cổ ren, giống như chuyện tiếng chim hót trong bụi bằng gai, thì có một vai là mục sư mà lớn lên rồi cái đứa nhỏ con gái lúc nhỏ ông ta chăm để lớn lên thành thiếu nữ, và cuối cùng trong cái chuyện đó thì mục sư đã quan hệ với cái đứa con gái khi nó đã lớn lên thành một người đẹp vậy. Thì đó, đứa nhỏ con gái đó nó cưới một người đàn ông rất là vũ lực vũ phu và làm cho cô ta rất là đau đớn trong cái đêm động phòng, la hét và kinh hoàng luôn, vang cả xóm diện luôn. Thì đó là tiếng chim hót trong bụi bằng gai. Không biết là cái tiếng chim hót trong bụi bằng gai đã có phim chưa. Đó là cuốn sách mình đọc lúc tuổi thơ, ấn tượng cái cảnh đó. Cô ta khỏa thân, cô ta chạy vì đau đớn la hét khi mà cưới chồng lần đầu. Người chồng mà không có kinh nghiệm về giường chiếu thì làm cho người vợ cái ấn tượng đầu tiên rất là kinh khủng. Phương Tây ngày xưa người ta cũng rất quan trọng cái chuyện lần đầu và trinh tiết, chứ không phải như bây giờ thì khác. Ở phương Đông bây giờ, Việt Nam mình cũng vậy, rất là nhiều người con gái tới khi lấy chồng thì không biết gì hết, để dành cho cái đêm tân hôn. Người con gái yêu cầu người đàn ông phải có kinh nghiệm, phải có từng trải những chuyện đó để làm cho người ta biết cách. Người đàn ông thì lại yêu cầu người phụ nữ phải là đằng đầu trinh tiết này nọ. Nếu có phim thì coi, những cái phim đó thì mức độ rất là nhẹ so với giới trẻ bây giờ. Ngày xưa đối với mình đó rất là 18 cộng. Và cái ông mục sư Sheila Robert Pattinson này rất là giống cái hình tượng đó, ông mục sư trong cái truyện tác phẩm đó. Cái nhà thờ ở một nơi đồng không mong quạnh luôn, nơi rất là ấn tượng. Delusion. Đang đi picnic trong rừng. Oh my god, cái dao máu nằm trên xe, quan hệ trên xe nè. Có cái xe rồi nằm dài ra, mở cửa xe ra để cho nó nằm được, xong quan hệ trên xe. Có cái người đang quỳ xuống nè, quan hệ trên xe là như vậy, nằm ghế sau mở cửa ra chứ, không mở cửa ra là không đủ chỗ. Phim này kiểu phim tôn giáo hay dẫn chúng ta tới tội ác, bỏ kiến lên mặt hả? Kiến hay con gì thế ghê thế. Ô, treo cổ thẳm cái chân xuống, ghê quá. Đánh nhau. Robert Pattinson chơi tóc mái một bên, giờ cái súng chỉ vô một sừa. Một vài người được sinh ra chỉ để có thể là họ muốn được chôn đi hả? Thằng nào giơ súng lên bắn ông nào đó. Bị cái súng vô trong cái, tao nói là thằng cảnh sát hả? Bị cái súng vô cái khăn bắn người khác thì khỏi có tiếng. Sau lưng thường cái trailer thì nó sẽ làm cái cao trào hành động một phút cuối, nâng lên nó thành cái nhật kịch tính. Mô típ trailer là như nào? Ô, hai người chĩa súng vô nhau, người nữ và người nam. Ô, thằng này chụp hình nè, chụp hình người chết hả? Bắn nhau. Ok, xin cảm ơn các bạn đã coi nha. Thank you for watching. Have a nice day. Like and subscribe me. I love you.